Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Hưng Yên, mỗi ngày hiện phát sinh trên 50 tấn rác thải nhựa, trong đó đa phần chưa được thu gom xử lý. Việc chống rác thải nhựa đã được quan tâm nhưng kết quả thực hiện còn nhiều hạn chế, đòi hỏi tiếp tục cần có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn nữa từ người dân, doanh nghiệp và các địa phương, cơ quan chức năng. Phóng sự được thực hiện nhân Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 năm 2023 với chủ đề Giải pháp cho ô nhiễm nhựa. Mình ngày đi mua này thì có sử dụng nhiều cái túi ni lông này không? Coi như cứ lấy mỗi ngày sử dụng cái này thôi, xong là về vứt đi thôi. Nào biết là cái này nó có cái hại nào không? Không, chả biết thì sao thì cứ quán cơm ta bán thì mình mua thôi. Tiện lợi và miễn phí chính là hai yếu tố khiến túi ni lông được sử dụng nhiều trong đời sống hàng ngày. Việc mua túi ni lông cũng hết sức dễ dàng. Đầy đủ các loại thì toan bé, xấu đẹp đều có hết. Loại đen thì khoảng 37-35 nghìn, còn lại thì từ bóng rác anh vẫn được là 25 nghìn. Túi đen ý, nó rẻ nhưng nó lại nặng cân. Ví dụ một cân chỉ khoảng độ 40-50 cái, nhưng mà túi trắng đẹp ý, thì nó khoảng độ 5-70 cái, nhiều hơn. 25 cân bao, cái lần đấy khoảng độ chục bao một, thì khoảng độ nửa tháng cộng lần. Trong khi đó, rác thải nhựa đang gây ô nhiễm từ thành thị cho đến nông thôn, từ môi trường đất cho đến nước và không khí. Hưng Yên hiện có hơn 60 doanh nghiệp và trên 500 hộ sản xuất sản phẩm nhựa với sản lượng mỗi ngày từ 500 đến 1.000 tấn. Trong 800 tấn chất thải phát sinh hàng ngày, có trên 50 tấn là rác thải nhựa, gần một nửa trong số đó chưa được xử lý và đang phát thải vào môi trường. Đi vào đất thì nó ảnh hưởng đến cái việc mà sinh trưởng, phát triển của cây trồng, rồi vật nuôi, rồi là gây ách tắc dòng chảy, và trong quá trình phân hủy lâu như thế nó phát sinh ra cái hạt vi nhựa đi vào chuỗi thức ăn và làm ô nhiễm cái chuỗi thức ăn và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Từ năm 2019 đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành 2 chỉ thị, 3 kế hoạch, 1 đề án về chống rác thải nhựa, nhiều giải pháp đồng bộ được đề ra. Trước mắt thì chúng ta cũng phải hạn chế, tiến tới là nói không với các cái chất thải nhựa dùng một lần. Lâu dài hơn nữa là chúng ta phải có cái chính sách thay thế chất thải nhựa bằng các cái sản phẩm thân thiện môi trường. Đồng thời là cũng có cái biện pháp thu gom, xử lý, tái chế, tái sử dụng cái chất thải nhựa. Bên cạnh đó, dù nghị quyết số 579 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế là 50.000 đồng một kg, nhưng thực tế hầu như chưa triển khai thu được loại thuế này. Chính vì thế, nhiều loại túi ni lông đang được bán với giá dưới 50.000 đồng một kg và là một trong những nguyên nhân khiến ô nhiễm trắng lan tràn